Khung cảnh thật yên bình. À, buổi sớm tinh mơ tại khu đóng quân của nhóm Ico. A quiet night. Well, Thật là một đêm yên Udo is tĩnh. cooking. Mugen and Yuki-chan are fetching firewood. Nothing left to do but pass the time. Có gì ai thì đang nấu ăn, Mugen thì đang nấu ăn rồi, còn hai thanh niên kia đang đi kiếm củi rồi hay gì đó. Còn giờ là chỉ có ngồi chơi tâm sự thôi. À, ra nói chuyện với thầy nào. What's on your mind, Aiko-san? A few things. Nothing to đang tâm sự gì à, Ako? Thank you, Takuma-san. Perhaps later. I will be here. Rồi, cần đi tâm sự với ai nữa? À, thanh niên Hayato. Hayato đang canh gác à? Map này thì chắc nhỏ không có gì hết. Map có chút xíu à. Mẹ nó đi qua đây thôi cũng là một cái ấy nữa, thiệt tình. How are you holding up? I'm fine. Is that concern I hear in your voice? Bọn này đang thắc mắc là không biết con này có cảm thấy thoải mái sau khi làm việc là thank you. Chắc là giết thầy hay không? Truly. Don't mention it. Perhaps a little stroll will do me good. I saw a shrine farther up the hill. Are you sure? The others will be back soon. I promise I won't be long. Có vẻ con này muốn đi đâu rồi ta? Đi đến ngôi đền. Đẹp thôi bạn. Khi nào gặp thầy ở đây? Chắc không được. What do you know? This branch is freshly cut. Mấy bông hoa này vừa được mới được cắt ở đây. Always were my favorite. Cái này đây. I remembered that. Oh shit, Lady Chu vẫn còn sống. Nổi da gà nha, hơi nổi da gà nha. Still live. Impressive. Has Kage-sama sent you? Have you come for my companions again? Kage-sama? Oh, please. Do you really think I'd spend my retirement helping that old? Nghĩ là sau khi ta không còn dạy học nữa thì ta sẽ đi phục vụ cho Kage-sama. Sama không. He came to me thinking he could snare me with oaths made long before his time. I decided to teach him a lesson and gain my well-earned peace in the process. Ông đã đến là như kiểu bắt buộc ta tham gia, nhưng mà ta đã and faked your own death to gain your freedom. Đã từ chối. Scheme, wouldn't you agree? And yet one that put me and my companions in harm's way. A regrettable fact, but it is what it is. Why look so troubled? I could sao nhìn có vẻ vẫn còn phân vân vậy? One part of me rejoices that you are still alive. The other wishes to end you for what you have done. Life is full of complicated decisions. Tôi thấy rất là khó nghĩ vì là bà vẫn là còn sống. Những người khác thì muốn là giết bà bởi vì những việc bà đã làm. What? Do not worry, Aiko-chan. You are hiding it well. You almost fooled me too. I don't see what one thing has to do with the other. Only that there is a choice to be made, one that nobody can make but you. Phần này có vẻ Aiko là nhân vật chính. Now, shall we begin? My back is turned. No tricks, no schemes. If you wish to strike me down, you may do so now. Đấy, bây giờ cô có thể thoải à. Cái gì? Trò có thể thoải mái giết thầy. Đây là này là Aiko Choice đây á hả? Đây chính là cái ủa? Cái gì vậy? Mình chưa đưa ra lựa chọn mà. Mày. Thank you for not spoiling the evening, my dear. Enough blood has been shed. Perhaps we should all enjoy life. Vãi con game. Agreed. And Aiko-chan, if I may give này gần như ai cũng chọn cái này quá.
đang suy nghĩ tự nhiên nó kêu là cảm ơn vì không giết nó. But the choice you make today will be the right one. In that, I am certain. Farewell, Sensei. Farewell, Aiko-chan. Thôi được rồi, không giết thầy đâu. Đi đi. À, không giết sư phụ đâu. Sư phụ cứ đi đi. Chuyện gì tiếp theo đây? The others must have returned by now. I should head back. Quay về chạy thế nào? Oh shit, ai đây? What? À, chồng. Úi dồi ôi, thay bộ đồ ra để làm gì vậy? Ta đã rất to cho em. Xin lỗi. Em đang kiếm một chỗ nào đó để tưởng nhớ lại quá khứ. Giờ làm gì đây anh hạ? Giờ anh muốn ăn à? Gather orders. Rồi ok. Giờ đi tìm Takuma Yuki và Hayato. Đi đây luôn. Có vấn đề gì à? Sao nhìn đứng ở đây vậy? Chào hai bác cháu. Có vấn đề gì mà đứng ở đây thế? And the ones over there? Those constellations are called the Black Turtle of the North. And the ones over there? The Vermilion Bird of the South. And the ones over there? Ah, the White Tiger of the West. That's a big cat, yes? Very big. Ông già thì làm nhảm, con nhỏ thì cứ hỏi hoài. Wise men from far away China. I'd like to travel someday. Why not, Yuki-chan? Vãi, đừng nói qua nhiệm vụ qua Trung Quốc nha. Yes. Hai ông cháu có vẻ đang rất là vui ha. À, Mugen is waiting at the fire. Thầy đang dạy tôi về những ngôi sao. Rồi, về ăn thôi, hai ông cháu về ăn thôi. Rồi, còn thanh niên Hayato đang ở đâu đây? Trời ơi, má ơi, ở ngay đây mà. Rồi đứng làm gì đây anh hai? Ăn cá hả? Đồ ăn nấu rồi mà. À, cô đã đi dạo xong rồi hả? Cô suốt tập thể dục tiếp tục vào lần sau rất là tốt cho sức khỏe. Ok, về ăn thôi. Một bữa ăn rất là yên bình sau những vất vả. Ok, mọi người đã ở đây rồi, chúng ta có thể bắt đầu thôi. Ok, bắt đầu bữa tiệc nào. Oh, bữa ăn thật là ngon. Agreed. You must share this recipe with me sometime, Takuma-san. À, Takuma, công thức nấu ăn cần nên chia sẻ cho tôi nhé. Nhưng mà ông lão này chưa thấy samurai nào đã nấu ăn ngày xưa. Nhưng mà tôi sẽ là người đầu tiên. How was it? Well, we swore never to speak of it again. Are you not a man of your word, Hayato-san? Forgive me, everyone. I am bound by oath. Anyway, I'll be heading off. Long day tomorrow. Indeed. Okay, giờ tôi sẽ đi ngủ đây. You should also call it a night, Yuki-chan. All right. Come, Kuma-kun. Rồi, Yuki đi ngủ. Mọi người cũng đi ngủ. Chúc mọi người ngủ ngon, sáng mai gặp lại nha. Còn hai vợ chồng bắt đầu làm cái tâm sự này. Tôi đã nhớ những bữa ăn cùng nhau, anh ơi. Cuộc chiến sẽ kết thúc vào ngày mai. Và chúng ta sẽ phải giải tán nhóm. Chúng ta sẽ sống như một gia đình và có thể có con. Nếu mà điều đó làm cho em hạnh phúc. Còn anh thì sao? Anh rất là vinh dự. Ok. Rồi, vậy thì chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện vào ngày mai. Và sẽ tiêu diệt Kage-sama. Sau đó, chúng ta sẽ sống cuộc sống mà mình mong ước. Ok. Ngày mai. Ok. Hẹn gặp lại anh vào ngày mai.
Ước mơ nhỏ nhoi sau khi tiêu diệt được Kage-sama thì cùng sống hạnh phúc và có con, không biết có thành thành được hay không đấy. Gì vậy? What? What the? À. Vậy là kết thúc rồi. Hơi buồn đấy, giống như cái mặt con này luôn này, nhưng nó đùa. Mình tưởng ngày mai còn làm một cái task gì nữa phức tạp cái gì, chứ cái này giống như kiểu demo vậy. Vãi con game cho nhau à. Ok, như mọi con game mình sẽ dành một phút để tri ân những người làm game. Game này chơi khá là hay. Dominic Abe Johannes Ro Programmer Reader Mikey Hit Garapen. Sao tên toàn chủ yếu là người nước ngoài ấy nhỉ? Mà lại là dạng dạ như người Pháp hay là người gì đó. Mà sao lại là game của Nhật nhé? Này là kiểu tên Pháp hoặc là tên Pháp. Bộ phận test, internal QA, QA lead, QA tester này. Chịu trách à, những người vẽ. Trưởng nhóm này, rồi làm texture là mấy cái lớp bên ngoài á. Animation này. Ba D model. Ok. Mình coi thử xem này nó có DLC thì không nhé. Vì nó có DLC à. Có DLC thì mình coi thử xem tải DLC về được. Shadow. Mà Shadow Tactic. Có nhiều vơ trong đây. Ở đâu? Cũng chỉ có một bản đó à. Shadow Tactic Blade of the Shogun này. Shogun này. Game này nhẹ mà. Ít mà là đúng không? Hồ khoan này. Cho mình nhìn cảm giác cái Ico Choice này chỉ là một phần. Mình còn một bản full của cái này nữa. Ok rồi, mình sẽ tải cái bản full tactic này về chơi tiếp. Rồi thì mình nghĩ là mình sẽ end video này ở đây.